Rồi cái mình qua part 6, question 27 to 32 for each question. Try the correct answer. Write one word for each gap. Đối với câu 27 đến câu 32 thì mình sẽ điền, tức là tự mình viết cái từ vô, và lưu ý là chỉ điền có một từ thôi ha các bạn. Cái này nó lại quay trở về, nó giống như cái format part 7 của CAT ha. Còn cái part 7, còn cái part mà 6 mới cũ của mình của PET đó, thì nó lại là cái phần viết. Bây giờ nó tách phần viết ra rồi thì phần đọc hiểu cái này đó, nó là giống như là nhét thêm vô. Ok. Rồi, nhưng mà nó lại cũng, nếu bạn học CAT kỹ thì nó giống như CAT vậy đó. Rồi, moving house, chuyển nhà. Hi Alex, how are you? This week's been a very busy one for me. I finally moved house. Bạn khỏe không? Tuần này là một tuần rất là bận rộn đối với tôi. Cuối cùng thì tôi cũng chuyển nhà. Rồi, wasn't until I started to pack a few days ago that I realized how much stuff I have. Cái này nè, nguyên một cái việc mà ở trên này, và cái cấu trúc này là it wasn't until, mình sẽ mượn cái cấu trúc chủ ngữ giả ngay chỗ này ha. Cái điều đó đó, it wasn't until I started to pack a few days ago, là mãi cho đến khi tôi bắt đầu gói ghém cách đây một vài ngày thì tôi mới nhận ra rằng how much stuff I had, là tôi có quá nhiều cái đồ linh tinh. Ít này là cấu trúc chủ ngữ giả chứ nó không có thế cho cái chuyện gì ở bên trên hết nha các bạn. I really think moving house is one of the stressful thing I ever done. Rồi, ở đây mình có mạo từ là the. Ở đây mình có một cái tính từ, ok, dài từ hai âm tiết trở lên ha. Vậy I really think moving house is one of the gì các bạn, the most, mình the most, học thuộc lòng luôn, one of the most là một trong những cái thứ gì đó nhất, ok, một trong những cái thứ mà nó căng thẳng nhất mà tôi đã từng làm. I was sad to leave my own house. Tôi rất là buồn để rời bỏ căn nhà cũ. After I live there my whole life, so I have lots of good memory. After gì? After all ha? After all, sau tất cả những cái mà tôi sống ở đó thì cả cuộc đời tôi vì vậy I have lots of, tôi có nhiều cái good memory, những cái kỷ niệm rất là đẹp. Anyway, I'm looking ... Ở đây các bạn dễ bị nhầm lẫn lắm nha. Ở đây mình có chữ to. Thường thường á, các bạn looking for to là nó không đúng, looking for là tìm kiếm, nhưng mà ở đây nó có cái giới từ to, cho nên looking forward to là mong ngóng, chứ không phải là tìm kiếm nha. Forward, có một số bạn ngay chỗ này điền looking for sai. Looking forward to being in this new house. Tôi thì đang mong ngóng, mong muốn sống ở nhà mới. It's not as big as the old one. Nó thì không có bự như cái nhà cũ. But least, ở đây mình thấy list là gì các bạn? At least, học thuộc lòng luôn, ít nhất. Cái cụm từ nó hay đi chung với nhau vậy đó. At least I got a great garden. Ít nhất thì tôi cũng có một cái khu vườn tuyệt vời. I'm planning to have a small party on Saturday night. Tôi lên kế hoạch là sẽ có một cái buổi tiệc nhỏ vào tối thứ bảy. Are you free then? Bạn có rảnh không? Cái này quan trọng lắm nha. Are you free then? Why don't you come along? If you are, cái are you free, cho nên if you are ngay chỗ này là nếu mà bạn rảnh á thì sẽ đi đến ha. Cái này nếu mà bạn ép, bạn ghi chữ quen cũng được, tại nó giống giống như là cái dạng khi bạn rảnh, nhưng mà khi thì nó lại không hợp. Xét về nghĩa thì chữ when này nó cũng không hợp lắm ha. Chứ nhiều bạn cũng hơi nhầm chỗ này, nghĩ nó đây là câu điều kiện loại 1 dùng chữ when vô cũng được, nhưng mà có vẻ như nó không hay bằng chữ if ha. Why don't you come along? Tại sao không đến nếu mà bạn rảnh? If you are là if you are free nè, thì you are free, you should come along with me. Ok, I hope you can make it, let me know. Tôi hy vọng là bạn có thể rảnh á, make it là đến á, chịu cái buổi tiệc với tôi vào tối thứ bảy nè, hãy cho tôi biết. On the best, thân ái ha, Sam. Rồi, ok, thầy đọc lại lần nữa cho các bạn. Đây có thể cũng giống như dặn dò ở CAT, thì đối với cái pass này các bạn nên
có thời gian đọc hoặc là chép lại càng tốt để mình quen với cái văn phong của nó, và nhất là mấy cái cụm từ mà nó thường đi chung với nhau như thế này. Bạn chép nhiều lần rồi mai mốt bạn quen, và gặp cái mình nhại lắm, nhại từ điền vô liền. Moving house. Hi Alex, how are you? This week's been a very busy one for me. I finally moved house. It wasn't until I started to pack a few days ago that I realized how much stuff I had. I really think moving house is one of the most stressful things I ever done. I was sad to leave my own house. After all, I lived there my whole life, so I have lots of good memory. Anyway, I am looking forward to being in this new house. It's not as big as the old one, but at least it's got a great garden. I'm planning to have small party on Saturday night. Are you free then? Why don't you come along if you are? I hope you can make it. Let me know. All the best. Sam. Rồi, xong test 1 của cuốn B1 ha.